Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Quý Mão năm 2023, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố Châu Đốc phát tặng quà Tết cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố. Theo đó, Hội chất độc Dioxin thành phố đã trao tặng 50 suất quà Tết cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Mỗi suất quà bao gồm gạo, nhu yếu phẩm và 250.000 đồng tiền mặt với tổng trị giá là 20 triệu đồng đây là những món quà ý nghĩa của nhà hảo tâm gửi tới gia đình nạn nhân da cam khó khăn có thêm điều kiện đón tết cổ truyền trong không khí đầm ấm an lành